Xin chào cả nhà và các bạn, đến hẹn lại lên. Hôm nay Thu Dương muốn giới thiệu với các bạn một món đồ là Thu Dương mới mua đây các bạn. Đây, Thu Dương mới mua một món đồ đây, đây là cái máy giò cá nè các bạn. Cái máy giò cá này Thu Dương mới mua đây. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương ráp cái máy này như thế nào. Cùng với các bạn rồi cách sử dụng cái máy này ra sao, Thu Dương mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương sẽ thực hiện cái máy này. Cái máy này là cái máy mà Lorenz nha các bạn, hiệu này là hiệu Lorenz. Đây, cái máy này là hiệu Lorenz Elite 5TI. Đây là cái hiệu của cái máy này. Cái này là file là 5 inch đó các bạn. 5 inch là từ đây qua tới đây các bạn, nên là 5 inch. Thì cái máy này nó có size image size, có nghĩa là khi chiếc tàu mình chạy thì nó ở ngay chính giữa, nó sẽ nhìn biết được cá hai bên và cá ở phía bên dưới. Và hôm nay thì mình sẽ ráp cái máy này như thế nào, mời cả nhà cùng các bạn. Mời cả nhà cùng Thu Dương sẽ ráp cái máy này nha. Giờ mình mở cái nắp ra nha các bạn. Đây là cái máy để mà để ở dưới đít tàu này, gọi là cái này nó gọi là mình không biết tiếng Việt nó gọi là gì, mà tiếng Anh nó gọi là transducer. Hay là transducer đó các bạn. Là cái này đây nó gắn ở dưới đít tàu để nhìn được thấy cá. Cái này cũng có thể gọi là camera để mà hiệu ứng để nhìn thấy cá đó các bạn. Cái này là transducer đó nghe các bạn, để gắn ở dưới đít tàu. Gỡ cái máy này ra nè các bạn. Hiệu Lorenz. Cái này nó có cái này mình gắn điện vào nha các bạn, còn cái này để gắn transducer các bạn, để gắn cái đường dây thăm dò cá đó nha các bạn. Đây là cuốn sách thứ sử dụng, hướng dẫn để sử dụng nha các bạn. Đây là cái thẻ để bản đồ các bạn, để hướng dẫn. Nó có cái bản đồ phía trong nữa nha các bạn. Cái máy này nó có cái bản đồ GPS. Cái này là để mình gắn lên cho cái tàu. Rồi cái này mình sẽ gắn lên trên cái nắp bình. Tại vì cái chiếc tàu mình nó không có đủ tiện nghi chiếc tàu lớn của người ta, chiếc tàu mình bằng nhôm nhỏ, cho nên mình gắn ở trên một cái bình ắc quy của mình xài luôn nha các bạn. Nếu các bạn nào mà có cái máy cái tàu nhỏ giống như mình thì sẽ xài giống như mình nha các bạn. Đây là những cái sẽ gắn vô trong cái trên đồ sơ đó nghe các bạn. Cái này rất là quan trọng nha các bạn. Cái này là cái cầu chì để mình gắn vô trong giữa, mình đi đường dây giữa giữa cái máy này với cái bình đó. Nếu mà cái bình của mình nó nóng hay nó có trục chặt gì đó thì nó chỉ đứt cầu chì thôi nghe các bạn. Nó chỉ đứt cò chì thôi, chứ nó không có đứt, nó không có bị hư cái máy. Cái này rất là quan trọng nha các bạn. Hết rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương sẽ tương tự làm cái máy này nha các bạn. Mình không cần phải sách vở này đâu. Ok. Đầu tiên, cái dây này là cái dây cùng với cái dây điện này. Cái này mình không thèm xài đâu nghe các bạn, cái này mình không xài cho nên mình quấn nó lại nha các bạn. Đây, mình không cần xài đâu. Mình không cần xài cái phần này. Ok,
Ok, bây giờ mình sẽ nối cái dây điện. Đây là cái cò chì này nha các bạn. Các bạn thấy cò chì không? Cái này mình sẽ gỡ ra. Mình sẽ gắn cái cò chì vào nha các bạn. Cái này hầu như họ cũng chưa có xài nha các bạn. Họ chưa có xài máy này, như họ cũng chưa có xài đó. Mình sẽ gắn vô trong này nha các bạn. Đây là cái cò chì, nó có cái lỗ nha các bạn. Mình gắn vào. Rồi, mình gắn vào, mình đậy nắp lại nha các bạn. Rồi, cái này mình sẽ nối vào trong cái dây màu đỏ này. Rồi từ cái dây màu đỏ này mình nối ra cái bình. Mình nhớ mình nối cái sợi dây nóng nha các bạn. Cái này là sợi dây nóng và cái sợi dây đen này là sợi dây âm. Sợi đỏ này là sợi dây dương nha các bạn. Mình sẽ nối với cái này. Gắn lên trên cái thùng. Cái thùng này là mình... Đây là cái thùng. Cái thùng này là mình... Ở trong này là cái bình ắc quy nha các bạn. Có cái bình ắc quy để mình... Mình để cái thùng, cái bình ắc quy trong đây. Okay. Mình để cái máy ở trên này. Như vậy. Để mình sử dụng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đục cái lỗ này. Mình lòn cọng dây vào nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái này, cái bình ắc quy. Đây cái bình ắc quy của mình. Cái bình này mình sẽ dùng cho cái máy của mình đó các bạn. Đây cái bình ắc quy nè các bạn. Đây cái bình ắc quy của mình đây. Là xài 12V nha các bạn. Xài 12V thì cho cái máy của mình. Cái bình ắc quy này mình mua lâu lắm rồi. Cái bình này mình mua rất là lâu. Cái bình ắc quy này mình bỏ vô trong cái hộp này. Rồi cái máy mình để trên cái nắp hộp này nha các bạn. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng làm với Thủ Dương nha. Bỏ cái bình xuống nha các bạn. Ở đây nó có cái lỗ, mình gắn cái chấu vô nghe các bạn. Đó. Như vậy, mình gắn cái máy lên. Như vậy, để rồi mình điều chỉnh nha các bạn. Như vậy thì mình sẽ vào chỗ này con ốc, chỗ này con ốc mình bắt nha các bạn.
lên nha các bạn. Giờ mình khoan lỗ mình bắt ốc các bạn. Đây là con ốc nè các bạn. Mình bắt xuống cái nắp nè các bạn. Đây. Đây con ốc mình phang qua đây nè các bạn. Giờ mình bắt ốc vô thôi. Các bạn. Bắt ốc vô. Nếu mình có lông đèn mình để lông đèn, còn không có đồng lệnh cũng không sao đâu các bạn. Đây là lông đèn nha các bạn. Thì mình gắn cái chấu dây điện vô trước nha các bạn. Chỗ này nó có cái đường rãnh nè. Cái máy mình nó cũng có hai cái đường rãnh nè các bạn. Mình gắn vô nha các bạn. Ok, bây giờ mình đi dây điện cho các bạn xem. Dây này thì mình không cần cho các bạn. Dây này không cần. Mình thấy nó lại. Xiết lại nữa mình bỏ lên trên này nha các bạn. Như mình nói nó lại đây nha. Cái này là cái cò chì. Một cái, một đầu đi vô trong cái máy, còn một đầu đi vô trong cái bình ắc quy nha các bạn. Nếu cái bình ắc quy của mình nó nóng thì nó sẽ không, trước khi nó làm hư cái máy mình sẽ làm đứt cái cò chì. Nó đứt cái cò chì thì mình chỉ thay cò chì có vài đồng bạc thôi nha các bạn, vài sen thôi nha các bạn. Đây là cò chì nè các bạn. Trong này nó có cái ba âm, cái này là ba m e ba âm đó các bạn. Cái này là số 3 nè các bạn, ba âm be thôi nghe các bạn. Cái máy này nó chỉ xài dùng cái cò tri là ba âm be. Nếu cái bình ắc quy của mình nóng quá hay là gì đó trục trặc thì nó sẽ làm đứt cái cò tri, không có làm hư cái máy của mình nữa các bạn. Xài cái cò chì 3 ampere nha các bạn. Cái này mình bỏ vô đây rồi mình siết nó lại. Siết chắc rồi mình lấy băng kem. Xài thép. Thép này là mình xài băng keo, này là để xài băng keo có điện đó các bạn, nó dính chặt hơn và nó có cái độ
rồi dây âm với dây âm nha các bạn. Rồi mình cho dây nó nằm sát vô trong này luôn nha các bạn. Cái này là cọc dương là màu đỏ, cái này mình sẽ kim vô đây nha các bạn. Đó, cái này kim vô đây nha các bạn. Giờ mình thử coi nó máy điện rồi xong rồi giờ mình mở máy lên nha các bạn. Đó, bây giờ nó cái máy bắt đầu nó làm việc rồi đó các bạn. Hiệu Electric ITI đó các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nó lên nha, rồi mình set up nha các bạn. Mình sẽ mở máy lên mà bắt đầu mình sẽ set up như thế nào. Bây giờ mình sẽ accept ngay chỗ này nha các bạn. Accept. Rồi bây giờ mình muốn làm cái demo cho các bạn thì mình sẽ bấm vô đây để mình làm cái demo cho các bạn xem. Mình vô cái chỗ simulator nha các bạn. Bấm đến chỗ này, chỗ off, bây giờ mình bấm on. Hiện bây giờ đang là start. Starting demo đó các bạn. Là cái làm mẫu đó các bạn. Khi các bạn đã set up xong rồi, nếu mà các bạn có cái máy giống như cái máy giò cá của mình nha các bạn. Là hiệu Lorenz Electric File T1 như các bạn. Trước khi mình xuống mình câu thì mình phải set up nha các bạn. Trước hết mình phải set up. Là mình phải set up cái này. Cái này gọi là cái đầu giò máy đó, đầu máy giò cá đó các bạn, để mình để mình đặt ở dưới tàu đó các bạn. Cái đầu máy giò của mình là HDI 83200KHZ. Bây giờ mình sẽ set up cái này vô nha các bạn. Khi mình set up cái này vô đó thì cái đầu giò máy giò cá, cái đầu giò máy đó chứ cái máy này nó sẽ hợp với nhau, mình mới bắt được nhiều cá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm vô đây, mình bấm vô setting nha các bạn. Setting xong mình sẽ bấm vô chỗ này đây, zona các bạn, bấm vô chỗ installation nha các bạn. Bấm vô installation. Rồi các bạn bấm vô transducer thép cuối cùng đây.
Tại vì cái này của mình là 83 trên 200 nha các bạn. H chỉ chữ D và chữ I đó. Bây giờ mình sẽ kiếm cái đó. Mình mới set up vô mới được. Đây, đây. Đây nè các bạn. Để mình trở lại cho các bạn xem. Mình bấm lẹ quá các bạn không thấy. Ok, mình vô Sonar, vô Intellation. Setting to the Intellation. Mình bấm vô Transducer tab. Mình kéo lên nha các bạn. Của mình là cái này nè các bạn, là HD 283 trên 200. Nếu mình bấm vào xong mình xem nó, có nghĩa là mình đã set up cái máy với cái đầu dò cá nó cùng một kiểu đó các bạn. Để cho nó set up, nó bắt cái làn sóng với nhau. Khi mình xuống dưới nước thì mình dò cá nó dễ dàng hơn nha các bạn. Rồi, trước nhất là mình set up cái đầu dò. Kế tiếp chúng ta sẽ vô cái setting. Mình vô cái tractor. Tractor mình vô cái heading station. Vô đây mình bấm cho on đây nè các bạn. Mà nó bây giờ nó off đó, giờ mình phải bấm on ở đây. Mình bấm on như vậy nha các bạn. Bấm on chi để cho các bạn thấy rằng khi mình mà mở cái bản đồ lên đó, nó có cái dấu màu xanh nè các bạn thấy không? Đó, cái mũi tên cái màu xanh nó cái màu xanh như vậy á, để rồi chi để rằng mình có thể đánh dấu chỗ nào có cá để mình chạy tới nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã set up cái mũi tên cho bản đồ và set up cho cái đầu dò cá rồi. Bây giờ mình set up kế tiếp nha các bạn. Bây giờ kế tiếp chúng ta sẽ set up, mình sẽ câu ở ngoài cái lách hoặc là sông. Chúng ta set up như thế nào nha các bạn. Chúng ta bấm vô cái chỗ này thì vô setting, mình vô sonar, mình vô insulation, mình vô chỗ fishing mode, mình vô chỗ đây mình sẽ câu nước như thế nào. Thường thì mình câu ở trong lách chứ ở sông thì chúng ta sẽ set up shallow water, có nghĩa là cũng cạn đó các bạn. Xong mình bấm cái chữ save ở đây nha các bạn. Cái này thì cái down image là mình nhìn ở dưới đáy đó các bạn. Các bạn có sẽ có thể set là 20 feet auto. Chúng ta có thể bấm auto nha các bạn. Rồi mình bấm cái độ phân giải của nó. Mình sẽ bấm độ phân giải là 800. Nó cho nó rõ nghe các bạn. Mình cho này nó lên chút xíu, gấp 3 lần. Nó sẽ thấy rõ nghe các bạn. Nếu bạn muốn cho nó xem gấp hai bên của hai bên tàu dưới đáy mà hai bên thì chúng ta có thể bấm left là right nha các bạn, hoặc là các bạn có thể bấm ở phía bên trái không hoặc là ở bên phải không. Mình thì thích xem ở phía dưới để mình biết được cá, nếu có cá thì nó kêu như vậy đó các bạn. Cái này các bạn cũng có thể đổi màu nếu bạn thích. Các bạn thích màu xanh là các bạn thích màu đỏ, cái tùy theo các bạn thích, anh cái mắt của các bạn thích màu nào thì để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Mình thì thích màu này, màu xanh này cũng được nữa nè các bạn.
Bên này mình cũng nhìn thấy rõ cá phía dưới đó các bạn. Coi như là mình đã set up cái máy xong rồi, mình sẽ set up cái đầu giò cá nha các bạn. Vậy là chào cả nhà và các bạn nha. Thu Dương đã set up xong cái máy rồi đó các bạn. Rồi mai mốt Thu Dương sẽ set up cái transducer nữa. Transducer là cái cục để mình gắn ở dưới tàu đó. Nhưng mà mình không muốn gắn ở dưới tàu, mình gắn ở trong cái cây. Để rồi mình sẽ mua cái cây, mình sẽ gắn cho các bạn xem nha các bạn. Đây là mình gắn ở dưới tàu đó các bạn. Cho nên mai mốt mình mua cái cây kia, mình sẽ gắn vô trong tàu. Lúc mà mình sẽ đi câu, mình sẽ đi tìm dò coi cá nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ Thu Dương chào cả nhà và các bạn, hẹn cả nhà và các bạn cái video kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào, tạm biệt, bye bye.